Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 96. Trường giờ dần sáu khắc, Cao Trúc chưa đợi được Thúc Thận Huy xuất hiện. Một vùng cửa Nam Hoàng cung trông như yên ắng như trước, thực ra đã lâm vào hỗn loạn. Giống như tâm tình Cao Trúc ngay lúc đó, đầy khủng hoảng, thậm chí giống như tuyệt vọng. Hiển nhiên, tin bị lộ, kế hoạch thất bại. Xong khủng hoảng ngắn ngủi qua đi, Cao Trúc nhanh chóng bình tĩnh lại. Lão chưa từng dám khinh thường đối phương, đương đợi lúc chiều hội hôm nay, lão đã lập mưu đồ, cũng không dám chắc có thể giết người được tại chỗ. Nhớ chuyện không thành, đối phương chắc chắn sẽ phản công, mà Trần Luân chính là đao trong tay. Cao Trúc cũng đã ứng phó từ sớm, đêm qua đã phái người theo dõi xích sao Trần Luân và thủ hạ, đề phòng bất kỳ hành động điều binh gì hiện đã đến mức này, không thể tránh đao binh gặp nhau, phải xem đao trong tay ai cuối cùng cứng rắn hơn. Sau thất bại sáng nay, lão căng thẳng đầu tiên, chỉ cần chỗ Trần Luân có bất kỳ dị động nào thì lão ta sẽ không chút do dự, lập tức dùng danh nghĩa ngăn cản mưu đồ làm loạn mà can thiệp. Ai ngờ phía Trần Luân vẫn im ắng, không hề có động tĩnh gì. Không chỉ thế, Thúc Thận Huy cũng không thấy, nhưng theo mật thám nép mình gần vương phủ đêm qua báo cáo, sáng nay y đúng là đã xuất phát đi hoàng cung như thường lệ. như vậy sau khi rời vương phủ y đi đâu, âm thầm mưu đồ hành động gì? đường lúc cao trúc lòng như lửa đốt, đột nhiên nhận tin người kia đã sớm vào cung, không chỉ như thế, giờ đang ở trong điện tuyên chính chủ trì triều hội như bình thường. cao trúc nằm mơ cũng không ngờ đến kết quả này, như một cú đấm mạnh vào bông, lão chờ tay không kịp, rối loạn hoàn toàn, càng đoán không ra đối thủ của mình đến cùng sẽ làm gì. Thúc thần huy sẽ có thể bỏ qua như không có chuyện gì sao? Không thể, đã vậy, sao Cao Trúc dám tùy tiện vào chiều? Không chỉ lão ta, đến tận giờ, thiếu đế cũng không lộ diện. Sáng nay sau khi ngài ấy phóng tới cửa nam, đứng đó hồi lâu, cuối cùng như hồn bay phách lạc quay về tầm cung, đóng cửa không ra. Nhìn dáng vẻ ấy, hôm nay là ngài không có ý định đi điện tuyên chính. Dầu gì cũng là một đứa nhóc, xảy ra chuyện không dám đối mặt, rất bình thường. Cao Trúc giờ cũng chẳng thèm mang thiếu niên hoàng đế nghĩ gì làm gì, chuyện gấp của lão chính là làm sao đối phó thế cuộc rối loạn như lửa cháy đến nơi này. Sau tiếng trống canh năm, lúc bá quan tụ tập ở điện Tuyên Chính chờ thăng điện, Cao Trúc còn đang ở chỗ Lý Thái Phi khẩn cấp bàn đối sách. Ban đầu lão tìm Lan Vinh xong không thấy, chỉ truyền một câu, nói thiếu đế chân kinh qua độ, cần ở bên hộ giá gì đó, nói Cao Trúc không cần cố kỵ dù đối sách gì thì ông ta đều đồng ý cả. Cao Trúc trời đồng tại chỗ, biết Lan Vinh gặp chuyện không ổn, cho phép mình đánh cực một lần, giờ đã trốn ra sau lưng thiếu đế tránh đầu sóng ngọn gió, quẳng mọi việc lại cho mình. Lão ta có thể, còn mình thì không còn đường lui. Vẻ mặt lão âm trầm vô cùng, Lý Thái Phi thì tức hồn hền, kinh hoàng ra mặt, nghiêm nghị mắng trời lão vô dụng, thành sự không có, bại sự có dư. Là chủ trương của ngươi mai phục trên đường y vào cung một trận giết tốt, giờ thành thế này, ngươi muốn hại chết lão thân và bệ hạ sao? Một tia sát khí thầm lướt nơi đáy mắt cao trúc, tay lão nắm chặt thành quyền, bóp nghe khớp xương kêu răng rắc. Chuyện đã tới giờ, chỉ có một cách, là di chỉ của tiên đế. Trên triều hội, tuyên cáo di chỉ của tiên đế, sau đó giết người tại chỗ. Mặc kệ thúc thận huy định làm gì, cách này đối với y là đao kiếm tuốt khỏi vỏ, chỉ còn đao bén gặp nhau trên thực tế di chỉ kia cũng là chỗ dựa lớn nhất mà bọn chúng tới giờ vẫn không e sợ dựa ỉ lại vào ấy là một thanh kiếm bén quyền uy vô thượng thậm chí còn có thể bao trùm lên pháp bảo đương kim hoàng đế trên cao có bảo bối này bọn chúng được bảo đảm địa vị còn có thể tùy thời nắm quyền chủ động lý thái phi cắn răng chiếu chuẩn bố trí nhân thủ thì không vấn đề biến số lớn nhất giờ đây là ở chỗ thiếu đế bà nhớ tôi phản ứng sáng nay của thiếu đế Hối tiếc không thôi. Trách ta đã chủ quan, coi trọng hắn, đã giao di chỉ tiên đế cho hắn, hiện giờ đã ở chỗ hắn. Ngươi theo lão thân sang đó." Cao trúc ngầm oán bà già hồ đồ, thoáng ra quyết định trong lòng. "Nếu thiếu đế không phối hợp, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác." Lão thấy Lý Thái Phi nói xong thở phì phò, được cung nhân dìu đỡ vội vàng đứng dậy đi đến đế cung, thì cũng bận biểu theo sát sau, nào ngờ vừa tới cổng điện thì khựng bước thiếu đế đã tự mình tới chẳng biết tự khi nào, đang đứng trước bậc thềm, sau lưng là giả hưu. Bội kiếm bên hông, thần sắc lẫm liệt. Lúc ấy ở hướng trước điện tuyên chính lại vang lên một tiếng trống thúc giục. Sau lưng thiếu đế sắc trời đã hơi sáng, phản chiếu sắc mặt cậu có vài phần tái nhợt song lại lộ vẻ lạnh lùng giết chóc. Từ ánh mắt cậu quét tới, Cao Trúc cảm giác được mấy phần uy thế của thiên tử, không thể phát xét, quỳ xuống bái kiến. Lý Thái Phi nói, Bệ hạ tới thật đúng lúc, chuyện đã đến bước này, không còn đường lui nữa. Lập tức đưa di chỉ tiên đế ra cứ thế mà y làm. Cao Trúc cảm thấy thiếu đế rời mắt từ Lý Thái Phi sang mình, lại run lên, nhổm dậy giải thích. Bè hạ, giờ đã là lúc cá chết lưới rách, hắn không thể xem như không có việc gì. Cho dù trước đây hắn còn mấy phần giả vờ thuận theo bệ hạ, sau này chắc chắn hắn cũng sẽ nổi dậy. Bệ hạ thực sự đã đến lúc nguy khốn, không thể do dự nữa. Nói xong, lão thấy thiếu niên chằm chằm nhìn mình, bèn cúi đầu phủ phục trên đất. Lát sau, đang bất an thì nghe một giọng nhỏ yếu vang trên đỉnh đầu. Theo chấm vào chiều, chiều hội hôm nay phải quản người của ngươi cho kỹ, dù nhiếp chính vương nói gì, hãy cứ theo ý ngài ấy mà làm, đừng tranh cãi nữa. Cao Trúc vô thức bật dậy. Bè hạ, hắn muốn đề cử con gái họ Khương, chấm bảo ngươi vào chiều, quản tốt người của mình, ngươi không nghe thấy sao. Thiếu đế bỗng lên tiếng, nghiêm nghị ngắt lời lão. Cao Trúc giật mình. Không đề cử thím ấy, lẽ nào đề cử ngươi sao? Cậu hư lạnh. Thím ấy có phải người lính chiến thích hợp nhất hay là không, chấm còn rõ ràng hơn cả ngươi. Nếu chưa phát binh thì không tính, giờ chiến sự đã đến bước này, hao tổn sức cả nước, tiền tài, toàn bộ nhân lực, cứ vậy mà dừng sao. Đám người các ngươi đến giờ này vẫn còn kêu gọi lui binh nghị hòa, chấm không thể không nghi ngờ, rằng không phải thật sự ngốc đến mức ếch ngồi đáy giếng mà là có lòng muốn đại ngụy ta diệt vong. Cao Trúc chưa từng thấy thiếu niên lộ thái độ hùng hổ dọa người như thế, không khỏi trột giả, cúm quyết dập đầu. Bệ hạ minh giám, tấm lòng trung thần của thần, nhật nguyệt chứng giám, có điều đã từng nhận di mệnh của tiên đế, lo ngài ấy dùng cuộc chiến ôm công, gây bất lợi đến bệ hạ, là lưỡng hải tương hành, thù kỳ khinh nhi sao thôi. Sao giữa hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn? Nói xong, lão lại gục đầu không dám ngẩng lên. Lát sau, ngoài tiếng lo lắng khuyên ngủ của Lý Thái Phi, không còn nghe tiếng thiếu đế. Lão lại ngước mắt, thấy thiếu niên trước mặt hơi ngẩng lên nhìn trên đỉnh đầu, như đang tập trung nhìn thứ gì, bèn lặng lẽ nhìn theo, phát hiện đó là một bức si vẫn lưu ly cao lớn vững trải trên nóc điện. Từ góc độ này nhìn, con si vẫn như đội thẳng tận mây trời, bể nghĩa phàm trần. Trong phút chốc lão không rõ lắm, cũng không dám vì tiện lên tiếng, đành cúi đầu, lòng không chắc đến cùng ý của thiếu niên này muốn gì, thấy giả hưu lom lom nhìn mình, nôn nóng trong lòng chưa biết phải làm sao thì đột nhiên nghe được. Bảo người của ngươi phối hợp Lan Vinh khống chế thiên môn ti, ngăn Trần Luân ở ngoài cung. Sáng nay hết triều hội, chấm tự sẽ giữ lại nhiếp chính vương. Thiếu niên hờ hững nói xong, quay đi, giả hưu theo sát đằng sau. Cao Trúc hồi thần lại, tim đập loạn trong ngực, vui mừng điên cuồng. Lão đã hiểu, vị thiếu niên hoàng đế này rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Chiến sự phương Bắc hôm nay còn chưa thấy thành quả, với tâm kế của Thúc Thận Huy, sáng nay trên triều hội, trước mặt quần thần, hắn ta sẽ không thể nào trở mặt làm loạn với thiếu đế. Trừ phi hắn không để ý đến miệng lưỡi thiên hạ, ngang nhiên tạo phản, nếu vậy, hắn ta cũng không cần tốn tâm sức chuẩn bị trận đại chiến phương Bắc. Huống hồ trong điện còn có giả hưu dẫn theo điện vệ coi ngó. Chiều hội sáng nay, hắn ta sẽ không vượt sóng lớn, dù có phản kích cũng phải đợi đến sau khi chiều hội kết thúc. Hắn ta đúng là vội vã muốn đẩy con gái họ Khương lên ngôi thống soái mới kiên trì giữ nguyên kế hoạch vào chiều. Đối với bọn hắn mà nói, luôn khống chế Trần Luân là mấu chốt cả câu chuyện. Song lão không ngờ, thiếu đế nhanh hơn lão một bước. Hôm nay chiều hội xong, bá quan rời đi, lẽ nào thiếu đế muốn chu sát hắn ta tại chỗ? Cao Trúc nhanh chóng phủ định suy đoán này, nếu lão ta là thiếu đế, chỉ cần đoạt quyền rồi cầm tù, giữ lại tính mệnh, dùng hắn ta tiếp tục ổn định đại quân nhạn môn. Đợi sau khi chiến sự kết thúc, thu hồi quân quyền, tới trường đó, sống hay chết cũng chỉ là một câu. Thần tuân chỉ, cao trúc dập đầu về hướng bóng lưng rời đi kia, lòng đã ổn định trở lại. Thuốc tiền bước đi trên con đường đến đại điện, như dẫm trên mây, phù phiếm vô cùng. Sáng sớm nay, từ cửa nam về lại đế cung, cả người cậu ngơ ngơ ngác ngác nghe tiếng chống chiều từ điện tuyên chính văng vẳng truyền đến cậu chỉ muốn khóa cửa điện từ đây không cần ra nữa không cần mặt đối mặt với tam hoàng thúc của cậu xong tiếng chống thúc giục làm cậu sợ hãi kia thủy trung không chịu ngừng tại lần thứ ba được công nhân truyền lời đón vào cung bảo nhiếp chính vương dẫn bá quan đang đợi hoàng đế bệ hạ thăng điện từ từ cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại việc đã đến nước này cậu không thể trốn tránh nữa đây là từ cục cậu buộc phải đối mặt. Nếu trước đây có kẻ báo cho cậu, sẽ có chuyện như ngày hôm nay, chắc chắn cậu sẽ khịt mũi coi thường. Cậu sẽ dùng ngữ điệu kiên định nói thẳng, nếu Tam hoàng thúc muốn hoàng vị, cậu ước gì có thể ban tặng cho ngài ấy. Mà bây giờ, cậu không làm được. Cậu không cách nào làm được. Cậu càng không biết, đến cùng là thế nào mà mình đã tới bước này. Cậu chính mình hạ lệnh, đi đối phó con người cậu vốn tin tưởng nhất tất thảy trông thật hoang đường, không chân thực như một cơn ác mộng. nghĩ tới là hận, hận phụ hoàng đã chết còn không buông tha cho cậu, hận lý thái phi còn sống, hận cao trúc lan vinh, hận tất cả người đẩy cậu vào vực sâu vạn kiếp bất phục này. nếu không có bọn họ, tất thảy đều như trước đây. là bọn họ liên hợp đẩy cậu vào tuyệt địa, rốt cuộc không thể quay đầu. tương lai cậu tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. dừng bước trên cung đảo, thúc tiềm ngước cặp mắt ửng đỏ xuyên qua lớp châu lưu dù trước chán nhìn ánh mặt trời thấp thoáng chỗ đỉnh đại điện nguy nga trong tầm mắt kia lòng lạnh lùng thầm nghĩ thời gian không ngừng trôi ánh dạng đông dần chiếu vào điện tuyên chính soi sáng từng khuôn mặt thần sắc khác nhau chúng thần lo nghĩ không thôi nhưng thấy nhiếp chính vương từ đầu đến giờ vẫn vững vàng đứng phía trước bóng lưng bình tĩnh đành dằn cảm xúc chờ đợi cùng y rốt cuộc lúc trời sáng rõ đầu tiên là lan vinh vội vàng nhập điện ông ta hơi cúi đầu dưới chú ý của mọi người nhanh bước tới vị trí của mình lập tức cúi mắt không nhúc nhích tiếp theo là cao trúc khác với lan vinh lão mầm đầu mà bước trên mặt còn ẩn hiện ý cười gật đầu chào hỏi với những người chào mình đi ngang qua lan vinh còn liếc khóe mắt sang mang theo mấy phần khinh bỉ cuối cùng yên vị của mình trong điện giấy lên xôn xao ngắn ngủi bóng người đứng trước nhất kia tựa như không cảm thấy từ đầu đến cuối vẫn đứng yên lại lát sau sâu trong điện có tiếng truyền báo vang rồi. Bệ hạ giá lâm. Đám người xôn xao đưa mắt, thấy thiếu đế dưới nghi trượng dẫn dắt vào điện. Thúc thần huy cùng văn võ bá quan sau lưng quỳ xuống chào đón. Thiếu niên leo lên đài cao, vào chỗ, mở miệng bình thân, bằng giọng trầm thấp bảo sáng nay cơ thể khó chịu, nghỉ ngơi chốc lát mới đến. Quần thần xôn xao hỏi thăm quân. Lúc này đã là giờ mão bốn khắc. Chiều hội hôm nay, dòng giã trễ nửa canh giờ, mở đầu nghị sự xong, như đám người suy đoán, trước hết, nhiếp chính vương đệ trình thiếu đế bàn lại bản tố xin từ khương tổ vọng ba ngày trước từng dẫn phát sóng to gió lớn kia. y nói: tiên đế vì công mà phong hào trường ninh, há bởi vì nàng là con gái của ai đó? nàng am hiểu sâu thế cuộc bắc cảnh, nhiều lần lập đại công, lại được thuộc cấp tôn sùng, bằng năng lực của nàng đủ để đảm đương. thần xem ra ngoài nàng thì vị trí trọng yếu này cũng không ai có thể đảm nhiệm. Hiền vương theo sát sau, mở miệng đồng ý, bọn phương thanh cũng lần lượt tỏ thái độ. Tiếp đó, những người không dám lên tiếng kia đã phát hiện, người vốn dẫn đầu phe phản đối ba hôm trước là cao trúc giờ này lại giữ im lặng. Lão không lên tiếng, đám theo lão dĩ nhiên cũng không dám tự tiện lên tiếng, chỉ âm thầm nhìn lão. Xong hôm nay lão như câm như hến, chẳng hề phản ứng. Trong mắt rất nhiều người, ý kiến của Cao Trúc hẳn là suy nghĩ của thiếu đế. Chuyện cứ thế giải quyết dễ dàng, trong âm thanh đồng ý cả chiều, chủ trương của Nhiếp Chính Vương được thông qua. Khương Hàm Nguyên đến nguy nhận lệnh tiếp môi vị của cha, nắm quyền trong cuộc chiến phương Bắc. Chuyện lớn nhất trong chiều hội hôm nay lại không đối chọi gay gắt như trong tưởng tượng, mà dễ dàng giải quyết. Bàn xong, Thúc Thận Huy không lên tiếng nữa, trên mặt y không nhìn ra vui giận nào, như ẩn mình vậy. Cùng với sự im lặng của y, bầu không khí trong đại điện trở nên nhẹ nhõm đi vài đại thần như thường lệ tấu ít việc vặt vãnh liên quan, trình tấu trương chờ thiếu đế trả lời. Cứ thế, chiều hội sắp kết thúc. Nhóm người đã rất nhiều đêm không thể say giấc lo lắng hôm nay bị ép buộc, như gặp đại xá, tất cả đều thầm nhẹ thờ phào, không ai lưu ý đến một nơi gần cổng điện, giả hưu cầm bội kiếm, chẳng biết tự lúc nào đã lặng lẽ bước vào, yên tĩnh đứng đó. Bệ hạ có lời, hôm nay nếu không còn việc gì cần thượng tấu nữa, bãi chiều. Điện hầu đứng trên đài cao, kéo dài giọng tuyên bố. Tiếng vừa dứt, quần thần đang chờ bái tiễn thiếu đế thì không ngờ Nhiếp Chính Vương lại bước ra khỏi hàng. Đám người dừng lại, xôn xao nhìn lại, thấy y thi lễ với thiếu đế xong, đứng dậy. "Thần còn có một chuyện cần tấu bệ hạ." Đại điện lặng yên như tờ, chỉ nghe giọng Nhiếp Chính Vương âm vang. Bệ hạ hẳn còn nhớ, đầu năm ngoái, vào đêm đại hôn của thần đã từng gặp thích khách bấy giờ nếu không phải mạng lớn may mắn thoát một kiếp thần đá không còn hôm nay cuối cùng thần đã tìm ra kẻ chủ mưu phía sau y ngừng đoạn như một viên đá kích động ra ngàn cơn sóng không ai ngờ y đột nhiên nhắc tới câu chuyện đã dần bị quên lãng trong lúc chiều hội sắp kết thúc bầu không khí trong điện chợt thay đổi đám người kinh ngạc xong vẻ mặt khác nhau y quay người chậm rãi lướt mắt qua từng người ai ai cũng đều khiếp vía từ từ dừng mắt trên mặt lan vinh Lan Vinh biến sắc, chán dần vã mồ hôi, bỗng, y thu tầm mắt, rời sang một người khác bên cạnh, nói. Người ám sát thần, chính là thượng thư bộ binh cao trúc. Thiếu đế chợt khẽ động, người vừa rời ghế thì khượng lại ở không trung. Cậu từ từ ngồi xuống lại, nhưng, cũng không ai để ý đến phản ứng của cậu. Người cả đại điện đều đang đưa mắt nhìn từ Lan Vinh sang Cao Trúc. Thoạt đầu mặt Cao Trúc đổi sắc, nhưng rất nhanh đã chấn định, vô tọa oan uổng, xin thiếu đế làm chủ cho mình. Một tên trung thành bình thường theo lão cũng lên tiếng. Xưa nay cao thượng thư rất mực khiêm tốn, uy vọng vang xa, hôm đó điện hạ bị ám sát, muốn tìm ra hung phạm cũng là thường tình, song không có bằng chứng mà ra phán đoán này, không khỏi không thể phục chúng. Giữa mày thúc thần huy tràn ngập lệ khí, hai tia nhìn như chấp lóe, bắn về chỗ mới lên tiếng, nghiêm nghị nói. Ngươi là cái thá gì? Chuyện này ngươi có tư cách mở miệng à? nhiều năm nay, y ấm áp khiêm nhường, xưng là chiêu hiền đãi. Chờ nói đối đãi với triều thần, cả vệ sĩ bình thường trong cung cũng chưa từng có bất kỳ thái độ kiêu căng gì. Dáng vẻ khoảnh khắc này, ở trên cao mang uy trách cứ một đại thần, xưa nay chưa từng gặp. Vừa dứt lời, đám người không khỏi khiếp sợ, cung điện rộng lớn trở nên lặng ngắt như tờ. Kẻ bị y quát mặt lúc đỏ lúc trắng, không dám lên tiếng tiếp, cuốn quýt quỳ xuống, cúi đầu. Bè hạ. Bệ hạ, thần oan uổng, xin nhiếp chính vương đưa ra chứng cứ. Thẳng có chứng cứ rõ ràng, thần tùy ý xử trí. Nếu nhiếp chính vương không thể, thì là ngài đã vu khống hãm. Trong điện lập tức vang lên giọng cao trúc biện bạch, nhưng cũng dừng bật ngay. Lão cùng đám người, nhìn thúc thần huy cất bước đi lại chỗ giả hưu, nhất thời mê muội không rõ y định làm gì. Giả hưu không ngờ đã gần bãi chiều còn phát sinh biến cố này. Vốn hắn nhận được chỉ lệnh, là sau khi bãi chiều đợi đại thần rời đi thì hắn dẫn người lên giữ lại nhiếp chính vương đây là chuyện hắn ắt phải làm hắn cũng sẽ hoàn thành không biết lúc này kỳ vương thúc thận huy đi tới chỗ mình đến cùng là muốn làm gì hắn đứng trong góc đại điện nhìn y chậm rãi đi tới càng lúc càng gần không kiềm nổi khẩn trương tay vô thức từ từ từng tấc từng tấc nâng lên hướng trường kiếm bên hông mình đến chừng sắp trục phải chui kiếm đã thấy nhiếp chính vương đứng trước mặt Cặp mắt nhìn mình chằm chằm rồi đưa tay. Một tia chớp trong nháy mắt đó, giả hưu chợt tỉnh ngộ, hiểu ý đồ của y. Mà hắn cũng đụng chui kiếm, lại bắt vào không khí. Hắn cảm thấy kiếm treo bên hông chợt nhẹ bẫng, cúi nhìn, phát hiện hôi kiếm đã bị người đối diện nắm chặt. Mới đầu, từng phân từng phân, từng tấc từng tấc, kiếm bị rút từ vỏ kiếm, sau mấy hơi ngắn ngủi, đột nhiên, cùng với tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ réo rắt, trong nháy mắt kiếm đã đến trên tay đối phương. Suốt quá trình giả hưu vốn có cơ hội ngăn cản, xong, đối diện với ánh mắt ấy, hắn lại không thể phản ứng gì. Đến khi hồi thần đã thấy nhiếp chính vương sách kiếm, quay đi. Nào có ai ngờ sẽ xuất hiện một màn này, cả đám nhìn thanh kiếm sắc bén thúc thần huy sách trong tay, mắt cũng đột nhiên ngưng tụ sát khí, cất bước đi tới cao trúc, đều muôn phần giật mình. Không ai dám can đảm ngăn chặn mà chỉ dối rít né tránh. Cao Trúc ban đầu chẳng sợ, dù vừa rồi tự dưng thúc thần huy nhắc lại chuyện ám sát năm ngoái lão cũng không thèm lo lắng lão đã rõ ràng ý đồ của thiếu đế thúc thần huy có thể bắt lão sao cho tới khoảnh khắc này lão nhìn đôi mắt đầy sát khí của đối phương rút kiếm đi tới mình khiếp sợ vừa dứt cả người dùng mình cảm giác khủng hoảng cực độ từ sâu trong lòng đất dưới lão ập tới sao lão lại hồ đồ đến bậc này người trước mắt là hoàng tử của võ đế dưới vẻ khiêm tốn bề ngoài nếu trong thiên tính của y không có bá liệt và quyết đoán của võ đế, sao có thể diệt trừ Cao Vương, dẫn dắt triều đình đi đến hôm nay. Ngay một khắc này, Cao Trúc đã rõ. Hắn ta căn bản không định đối phó chính mình sau, mà là trước mặt bá quan, cứ thế trực tiếp giết mình. Lão hốt hoảng, bản năng tự vệ của võ tướng bộc phát, đưa tay sờ hông, sờ không thấy gì. Mới nhớ bên cạnh mình không có vũ khí. Chiếu vào lễ cũ, trước khi vào điện dự triều hội, tất cả đại thần đều phải chịu công ty nghiêm ngặt kiểm tra, không cho phép mang theo bất kỳ vũ khí gì trên người. Ngươi muốn làm gì, ngay trước mặt bệ hạ, ngươi định làm loạn sao? Bệ hạ, bệ hạ, thần xin bái triều. Lão vừa không ngừng lùi lại, vừa la lên với thiếu đế. Mà giờ đây trong đại điện đã hỗn loạn, người đứng gần lão chỉ lo tàn đi, bao gồm cả kẻ vừa mở miệng biện bạch giúp lão. Mấy thị vệ trước điện kịp phản ứng, cuốn quyết chạy tới phía thiếu đế bao vây vào giữa. Thuốc thần huy như không nhìn thấy gì, vẫn xài bước về phía cao trúc, nghiêm nghị nói. Bổn vương chính là nhiếp chính mà tiên đế trước khi lâm trung thân chỉ, nghịch tặc như ngươi lại dám mưu sát bổn vương. Chưa hết, ngươi còn lừa gạt thiếu chủ, ngoài mặt rời khỏi triều đình, thật ra âm thầm kết đảng, dụng ý khó dò. Không thể nhịn nhất là, hiện giờ đã khai chiến, đây là cuộc quốc chiến từ triều thánh võ hoàng đế đã bắt đầu chuẩn bị, mà ngươi vẫn dẫn đầu làm loạn, mê hoặc nhân tâm, ngươi có mưu mô gì thứ đại gian đại ác như ngươi, giữ lại làm gì? Lúc này giả hưu đã dẫn thủ hạ nấp ngoài điện ban nãy, vào tới. Thúc thận huy bỗng dừng bước, quay lại quát. Ai dám cản ta? Khuôn mặt y đầy uy nghiêm, ánh mắt khiếp người, tim quát trói tai như sấm vang, dư âm lượn quanh bốn góc đại điện. Giả hưu và đám binh sĩ cấm quân vừa đến bị y ngăn lại, khựng bước, không ai dám can đảm đi lên, chờ mắt nhìn y rút kiếm, đến trước mặt cao trúc. Cao Trúc tê cả ra đầu, bị ép chật vật lăn ra đất, nhờ một thân công phu võ tướng mới khó khăn lắm tránh thoát. Ngay sau đó, lão nhảy bổ nhào tới chỗ đài cao của thiếu đế, đoạt lấy bộ đao trên người điện vệ. Xong chỉ sau một khắc, lão đã bị ngăn cản. Mũi kiếm như rắn sông tới, chĩa ngay trước cuống họng lão. Máu toàn thân Cao Trúc đông lại, lão dương mắt, đối mặt với cặp mắt lạnh như băn đối diện. Khoảnh khắc này, khi mặt đối mặt cực gần với hoàng tử của võ đế, gần đến mức thậm chí có thể thấy rõ tơ máu du hành rõ ràng nơi đáy mắt đối phương, lão mới hoàn toàn hiểu rõ. Người trước mặt này, hôm nay y muốn bắt mình khai đao trước chúng, từ đây chấn nhiếp triều đình, khiến không kẻ nào dám can đảm đối nghịch với hắn ta. Nhưng, lão hiểu ra quá chậm. Một mùi chết chóc lạnh lẽo, từ cuống họng bị mũi kiếm chĩa tới, nhanh chóng lan khắp người. Dừng tay ngay lúc cả người lão rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, cơ hội sống lại quay về. Bên tai lão nghe một tiếng la sắc bén, khoe mắt lão quét sang nhìn thấy Lý Thái Phi được Lan Thái hậu đỡ lấy, xông vào điện tuyên chính, trợn mắt, cao giọng hô to: Bổn cung có gì chỉ của tiên đế, kỳ vương thúc thần huy, mượn lợi ích nhiếp chính, lừa gạt ấu chủ, có ý đồ xoắn vị, cô phụ nhờ và khi tiên đế lâm chung, bàn chết người đâu giết hắn tiếng la của Lý Thái Phi còn vang vọng trong tai, Cao Trúc lại giấy lên hy vọng sống sót, xong ngay lúc ấy, y ngó thấy một luồng sáng trắng quét qua trước mặt. Ngoại trừ cái cổ mát lạnh, dường như không còn cảm giác gì, lão cảm thấy tựa như đầu mình không khống chế nổi mà lung lay, hai con mắt phát hiện thế giới đột nhiên điên đảo, mặt đất úp nhào vào mình. Tia ý thức còn sót lại trong đầu lão khiến lão cảm thấy cuối cùng mình đã nặng nề ngã ra đất, tiếp đó, trước mắt nhanh chóng lấp kín bởi một lớp xương đỏ dày đặc đầu người rơi xuống đất. Thúc thần huy thu kiếm. Y một kiếm đã chém rơi đầu thượng thư bộ binh cao trúc. Máu từ trong cổ thân người vẫn đứng thẳng phun ra tung tóe. Cơ thể cao trúc trao đảo mấy cái rồi cuối cùng ngã xuống. Chiếc đầu bị chém rơi xuống mặt sàn đại điện trơn bóng, lăn ra ngoài nhanh như chớp, kéo một vết máu thật dài, cuối cùng dừng dưới chân một viên quan. Người cả điện biến sắc, viên quan không may kia mặt vàng như màu đất, muôn phần hoảng sợ, người gần đấy lập tức lùi lại, và vấp vào nhau, chen chúc thành một đống ngã ngồi đập mông xuống đất. Lan Thái Hậu hét lên một tiếng, người không đứng vững, ngã xuống đất ngất đi. Lý Thái Phi hoàn hồn trong kinh hoàng, quay sang thiếu đế R, ên gì. Bè hạ, ngài thấy rồi đấy, có gì chỉ tiên đế ở đây, còn không gọi người giết hắn. Thúc thận huy chậm rãi quay lại. Bà là chủ nhân cung đôn ý, về hậu cung của bà bảo dưỡng đi. Lý Thái Phi nhấc cánh tay chỉ hắn, tay phát run không ngừng, bỗng thoát cái ngã ra đất. Cơ thể mập mạp của bà ngã xuống, khóe miệng từ từ trào bọt mép. Bà dùng ánh mắt hoán độc ngó lom lom bóng người sách kiếm, cố dẫy giụa, miệng há ra khép lại. Song ngoài âm thanh ư ừ hàm hồ thì không thể phát ra tiếng gì khác. Trên bầu trời bên ngoài điện, ánh bình minh như lửa như máu thiêu đốt. Mặt trời đỏ dâng lên, tia nắng bắn vào từ ngoài cổng điện. Mặt y lấm tấm mấy vết máu, ánh mắt sắc bén, tràn đầy khí thế như kiếm sắc đã tuốt khỏi vỏ. Bá quan trong điện không ai dám can đảm nhìn y, quỳ đầy một chỗ. Điện tuyên chính không còn chút âm thanh gì, chỉ nghe tiếng ai ui không cam lòng của Lý Thái Phi lạnh sống lưng. Bốp, Thúc Thận Huy ném kiếm trong tay, lấy một tấm khăn trắng ra lau vết máu dính trên mặt, lập tức chuyển sang thiếu đế ngồi yên như pho tượng đá, quỳ nói. Thần đã làm kinh sợ đến bệ hạ xin cho thần thỉnh tội. Y cung kính làm lễ bái xong, lập tức đứng dậy, quay sang sau lưng, nói. Hôm nay đã xong chuyện, bái chiều. Giọng y bình tĩnh, vừa dứt lời, không ai cản lại. Hậu cung cũng có người mời Lý Thái Phi Lan Thái Hậu ra ngoài. Hiền Vương, Phương Thanh, cả Lan Vinh, tất cả, không tiếng động, lần lượt lui ra. Giả hưu ra cuối cùng. Hắn thấy thiếu đế không hề phản ứng, chân trừ một lúc bèn nhặt thanh kiếm trên mặt đất đã nhiễm máu đen, ra lệnh cho thủ hạ khiêng thi thể lùi xuống. Trong tòa đại điện, cuối cùng chỉ còn lại Thúc Thận Huy và Thúc Tiền, còn có một điện đường ngập tràn ánh sáng mặt trời. Dưới ánh nắng sáng rực, tất thảy không chỗ che thân. Vô số hạt bụi nhỏ từ thế giới này, run run lơ lửng trong cột sáng đại điện. Cách cột sáng ngập đầy bụi nhỏ, Thúc Thận Huy nghiêm túc nhìn bóng người ngồi đối diện, nói: "Bệ hạ, sáng nay ở chỗ chúng thần, bệ hạ có biết, thần sợ nhất, là gì không? Mặt thuốc tiền có phần méo mó, cậu ngây ngốc từ từ ngước cổ, nhìn người đàn ông cách lớp ánh sáng đứng trước mặt mình. Thần sợ nhất, là bệ hạ lựa chọn trốn tránh, không dám tới đây gặp thần. May mà cuối cùng bệ hạ vẫn tới, làm chuyện bệ hạ cần làm, không làm thần thất vọng. Thần, từ đây có thể chân chính yên tâm. Y nhà từng chữ. Chương 97 thúc tiền cuối cùng đã tỉnh táo lại sau một màn bị y làm chấn kinh đến như mất hồn kia. cậu chỉ biết là tam hoàng thúc của cậu có năng lực nâng bút an thiên hạ. cậu cũng biết ngài ấy đã diệt trừ cao vương thành vương lưu loát thế nào. ấn tượng ngài ấy để lại cho thúc tiền là hào hoa sâu sắc. song thúc tiền không ngờ hôm nay ở chiều hội ngài sẽ dùng phương thức mặc giáp cầm đao kết thúc tất cả ám toán và âm mưu. như trước mắt dưới ánh sáng rực rỡ hạt bụi nhỏ không chỗ che thân quả nhiên trước mặt ngài ấy mình không thể có chút bí mật nào. có lẽ đến suy nghĩ âm u sâu kín nhất trong lòng cũng sớm đã bị ngài ấy nhìn hết không sót. thúc tiền cách luồng sáng nhìn thẳng vào cặp mắt đối diện, lòng cậu tuôn ra một cảm giác xấu hổ cực lớn. nhưng cũng chính lúc đó cậu lại bị một cảm xúc khác chiếm lấy. hai tay cậu siết chặt mép ghế, bắt đầu từ lúc thúc thận huy ngay trước mặt bá quan và cậu chém chết cao trúc chiếc bảo tọa này mép đúc bằng vàng song cảm giác ngồi trên ấy cực kỳ không dễ chịu. Lúc này cả người cậu cứng đờ ngồi, mép ghế dính đầy mồ hôi lạnh dịn từ lòng bàn tay cậu. Như muốn trơn trượt, nắm không chắc nữa. Cậu đáp, ta thừa nhận, ta đã bày người ngoài điện, giờ thì ngài muốn đối phó ta thế nào? Cuối cùng đã nói ra được câu này, cậu tự dưng cảm thấy nhẹ bẫng. Chói buộc trên người như từng chút được mở ra. Rốt cuộc không cần dối gạt mình. Bản tướng tất thảy đều là tội lỗi tại người, tự như cục diện hôm nay hoàn toàn không liên can gì mình. Mình chỉ là bị thúc đẩy sau lưng, bất đắc dĩ mới đi đến hôm nay. Nhưng giờ đây, cậu đã rõ. Ban đầu, là Lan Vinh đến trước mặt cậu vu khống hãm hại. Tiếp đó đêm giao thừa, cậu được biết đến sự tồn tại của bức di trì. Rồi, Tam Hoàng thúc mặt đối mặt cùng cậu, hỏi là chuyện thế nào? Có vô số cơ hội, nếu cậu thật sự giữ lại chút lòng tin vào người trước mặt này, cậu đã sớm nói thật cả cho y nhưng cậu không chiếc ghế dưới người này có lẽ thật sự có lực dụ hoặc lòng người vô tận nếu cậu chưa từng ngồi qua như vậy người trước mặt này chắc chắn mãi mãi cũng sẽ là người thân còn có địa vị cao hơn cả tiên đế trong lòng cậu song đã ngồi lên bất hạnh hơn là cậu đã kiến thức qua non sông bao la hùng vĩ vô biên biết vinh quang duy ngã độc tôn là thế nào quyền lực vô thượng của đấng chúa tề tất thảy thậm chí nghiệp lập công cái thế Sáng tạo càn khôn, mưu lợi cho triệu triệu con dân, cơ hội thực hiện tất cả khát vọng đó cũng đều thuộc về người kia, vốn thuộc về ngôi vị này. Đương khi hoàng cung với cậu không còn là lồng giam, cậu lại phát hiện ở bên cạnh mình luôn có một người có thể đuổi mình xuống dễ như trở bàn tay để thay vào, thật sự cậu có thể không chút khúc mắc, không thay đổi tấm lòng ban đầu ư? Cậu rốt cuộc không làm được. Có tin tưởng sâu sắc thế nào, đứng trước nỗi sợ mất đi tất thảy, cũng dễ trở nên yếu ớt hết mực. Có lẽ lúc đầu, khi Lan Vinh vạch ra trước mặt cậu, dưới vẻ phẫn nộ bên ngoài, trong lòng cậu đã chôn mầm sợ hãi. Cậu im lặng do do dự dự, bỏ mặc cho tiếng chửi bới người này của thế nhân từ vài lời yếu ớt biến thành gió lớn, cậu đẩy hết tội lỗi sang cho người khác. Là cậu lừa mình dối người thôi, như rằng làm vậy có thể làm giảm cảm giác tội lỗi trong lòng. Thúc tiền rời ghế đứng dậy, đỏ mắt nhìn người đối diện, nói. Tam Hoàng Thúc, ngài dám nói, Ngài chưa từng có nửa phần tư tâm, chưa từng có nửa phần ý nghĩ muốn làm hoàng đế chứ? Giờ đây, ngài muốn thế nào?" Cậu lặp lại lời mới rồi một lần, cả người mất khống chế, bắt đầu không ngừng phát run. Cậu miễn cưỡng đứng đấy, nhìn người đối diện bước tới mình. Khi y xuyên qua luồng sáng ngăn cách hai người, bóng y tựa như kiếm bổ qua nước, y vừa qua, nước lại nhanh chóng lấp đầy. Y bắt đầu bước lên thềm son. Theo bước chân y càng gần, áp lực từ người y như cũng càng lớn, thúc tiền càng run rẩy, đăm đăm nhìn vạt áo y trên đấy đã nhuộm máu đen. Sau một khắc, thúc thận huy đứng trước mặt cậu, đưa tay đặt trên bờ vai vẫn còn hơi mỏng manh của cậu, nhẹ dần xuống. Sức lực cả người của thúc tiền như đã rời cậu, bị dằn nhẹ đã ngồi xuống lại. Bệ hạ, ngài muốn cầm quyền, làm hoàng đế chân chính, tất thầy lo lắng của ngài đều hợp lý. Lòng người khó lường, hoàng đế là cô gia quả nhân những điều này cũng đều là trước nay thần dạy ngài. Ngài không hề sai, y chậm rãi nói. Thuốc tiền giật mình, gần như không thể tin vào tay mình, ngẩng lên, nghe y nói. Từ nửa năm nay mọi chuyện cùng ập tới, huống hồ bệ hạ còn gánh di mệnh của tiên đế, dưới áp lực nặng nề thật không hề dễ dàng. Không chỉ thế, thần rất cảm kích bệ hạ, hôm đại triều hội nguyên đán, chẳng những bệ hạ không làm theo di mệnh tiên đế mà còn tiếp tục để thần ngồi ngôi nhiếp chính. Thần đã phạm tội nghịch đảo, chưa từng để bệ hạ lên vị trí đầu tiên để cân nhắc, kiên trì muốn khai chiến. Nếu ngày ấy chậm trễ chiến sự đôi chút, có thể cũng sẽ không phải dẫn đến ngày hôm nay. Vẫn là câu ấy, bệ hạ không hề sai, sai tại thần. Y nhìn thúc tiền, cuối cùng lặp lại. Về chuyện hôm nay. Y ngừng đoạn, xoay lại nhìn vũng máu đen lớn đến giật mình trên sàn đại điện. Chuyện hôm nay là tội chết không tha mà thần đã phạm. Thần vừa rồi đã nói với triều thần, chuyện xong, thần sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đây là lời tận đáy lòng thần, nhưng mà, không phải bây giờ. Xin bệ hạ cho thần một ít thời gian, thần có thể thề với trời, đợi khi trường ninh đánh xong trận này, thu về u yến, thần sẽ thay mặt thánh võ hoàng đế hoàn thành nguyện vọng, đến ngày ấy, thần chắc chắn sẽ cho bệ hạ một sự giao phó hài lòng. Ngữ điệu y nhẹ nhàng như thần sắc y đương lúc này, song từng chữ từng câu nói ra, lại vang vọng cả vùng nhịp tim thúc tiền bỗng tăng tốc bệ hạ khuôn mặt người kia vẫn bình tĩnh nói tiếp lòng chung của khương gia đối đại ngụy chân thành của trường ninh đối với bệ hạ tất nhiên bệ hạ đã để vào tim còn chuyện thần lập nàng ấy làm vương phi tiền căn hậu quả cùng dụng ý trước đây của thần hẳn bệ hạ rõ hơn bất kỳ kẻ nào nàng ấy chẳng qua là bị ép khuất phục lấy thần cùng thần chưa từng có chút tình cảm phu thế gì thần không ngại nói thẳng lòng nàng ấy vốn đã thuộc về người khác Trước đây thần nhờ hiền vương mang theo sính lễ đi nhạn môn cầu thân, là thanh đao yêu quý thánh võ hoàng đế trước kia ban thưởng cho thần, hẳn bệ hạ cũng biết. Nó từng theo thánh võ hoàng đế Nam Trinh Bắc Chiến, đáng tiếc còn chưa kịp uống máu hồ, thánh võ hoàng đế đã cưới hạc quy tiên. Thần dùng thanh đao làm sính, cũng là mục đích này, để cha con họ Khương biết rằng, họ đang thay thánh võ hoàng đế hoàn thành di mệnh. Không chỉ thế, trước khi thần nhờ hiền vương xuất phát thay mặt thần cầu thân, cũng đã đặt một lá hưu thê vào trong chuôi đao. Trường Ninh trên danh nghĩa là thê tử của thần, song từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một người bị thần lợi dụng thôi. Mục đích đạt được, thần và nàng ấy, hay là nàng ấy và thần, đều không liên can nhau. Thuốc tiền muôn phần giật mình. Bệ hạ, con rết trăm chân, chết cũng không hàng, huống hồ lớn mạnh như bắc địch. Cho dù lần này có thể thu về u yến, cũng chẳng qua là bước đầu đại ngụy ta vững chắc nắm mồm hộ phương Bắc. Mai sau, nàng ấy sẽ vì bệ hạ đuổi đánh quân giặc bắc phá vạn dặm qua một thời gian chắc chắn bệ hạ sẽ thực hiện tâm nguyện sáng tạo đại nghiệp cái thế trở thành vị hoàng đế còn có triển vọng hơn cả hoàng tổ phụ của bệ hạ vì đại ngụy ta khai sáng một vùng thái bình thịnh thế xưa nay chưa từng có khiến đông tây nam bắc bốn bên triều bái thần tin rằng bệ hạ nhất định có thể làm được cuối cùng y nhìn thúc tiền nói đến tận đây thúc tiền đã kinh ngạc đến ngây người cậu ngồi yên lặng mất mọi phản ứng. Thúc thần huy ung dung bước xuống thềm son, cuối cùng, cúi lại thiếu đế, trịnh trọng dập đầu, đứng dậy lùi về sau mấy bước rồi quay người cất bước như thường ra khỏi đại điện. Tại chiều hội xảy ra chuyện lớn đổi thay động trời như vậy, bá quan sao rời đi được, hiện giờ phần lớn vẫn còn tụ tập ở quảng trường chờ vào chiều ngoài đại điện kia, thấp thỏm chờ đợi, không biết kết cuộc thế nào. Hiền vương càng lo lắng muôn phần, đang nhìn quanh thì bỗng thấy một bóng người từ trong điện bước ra vội vàng xài bước tới, đám còn lại cũng xôn xao đuổi theo. Thúc thận huy dừng bước, đứng trên bậc cấp, nhìn chúng đại thần nín thở nói. bổn vương đã trình chứng cớ phạm tội của Cao Trúc lên bệ hạ. Được bệ hạ khoan thứ, không tính toán cử chỉ của bổn vương. Gian nịnh trong triều đã trừ, bổn vương tiếp tục dẫn dắt chúng đại thần cùng dốc sức vì bệ hạ, từ nay về sau, trên dưới một lòng. Nơi đây đã không còn chuyện gì, các ngươi về phòng trực làm việc đi. Y vừa dứt lời, lòng mọi người đã sáng như tuyết. Cao trúc bị y chém đầu, trước đó ai có thể lường trước. Chân áp của chiếc đầu lăn đầy đất tạo thành, không gì sánh kịp. Đến lúc này, coi như bức di chỉ của Minh đế từ miệng đồn ý thái phi kia là thật, thì tính sao? Không ai có thể chấp hành, nó cũng như một bức thư bỏ đi. Hiển nhiên, thiếu đế khi mất đi trợ lực lớn nhất đã bị nhiếp chính vương nắm chắc. Hôm nay sẽ là bước chuyển hướng từ nay về sau, trên triều đình, sẽ không còn tạp âm. Đám người lén nhìn vào cổng cung sau lương y, tiết cuối xuân trường an, ánh nắng đã chuyển sang rực rỡ. Xong từ đây nhìn lại, bên trong tĩnh mịch một vùng, chẳng thấy gì. Không ai nói thêm câu nào, kinh sợ dối rít vâng giả rồi lập tức đi phần mình. Lúc này, Trần Luân cũng từ ngoài cung vội đuổi vào. Thúc thần huy khẽ gật đầu với anh ta ra hiệu chờ một lát, nhìn hiền vương nỗi lòng hiền vương vẫn vô cùng hỗn loạn cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như lời y vừa nói ông liếc nhìn hướng đại điện thấp giọng hỏi điện hạ là thật sự không có chuyện gì ư thúc thần huy cười nói sẽ có chuyện gì chứ hoàng bá phụ không cần quá lo trước đây là tiểu nhân gian nịnh ly rán thôi bây giờ kẻ ác đã trừ hiểu lầm giữa ta và bệ hạ đã hết đồng tâm như lúc ban đầu nhưng chuyện sáng hôm nay đã chấn kinh đến hoàng bá phụ là ta không phải xin hoàng bá phụ yên tâm, yên lòng chờ tiếp báo phương Bắc là được. Y nói cười rực rỡ, đã không còn vẻ sát khí, hồi phục lại dáng vẻ xưa nay. Hiền vương cũng biết, có một số việc, chưa chắc Y sẽ báo hết cho mình. Đành nén lo lắng thầm trong lòng, bất đắc dĩ rời đi. Hôm sau, triều đình hạ chỉ, xác nhận tội danh cao trúc, chém đầu cả nhà. Thông qua kiểm chứng của quan lại trong đêm, đồng đảng gần 10 người, theo luật hoặc luận sự cùng tội, hoặc bãi chức quan, không nhân nhượng, lập tức chấp hành. Còn những tên phụ thuộc bình thường vẫn đi theo thì cho cơ hội sửa đổi, miễn truy cứu. Đám này có mặt trong chiều hội hôm đó, sớm đã bị dọa mất hồn mất vía, vốn tưởng lần này cao trúc chết thảm, lý thai phi té xỉu, thiếu đế vẫn còn có lan vinh là chỗ dựa, song chỉ là một bàn tay không vỗ nên tiếng, từ đây nhiếp chính vương chân chính một tay che trời. Đám người đã về sai đội như mình, lần này nhất định khó thoát độc thủ, mỗi tên âu sầu thiểu não, không ngờ cứ thế chuyện qua đi, đều thầm hô may mắn, từ đây thành thành thật thật, đừng nói là nói ra, chỉ thầm kín thôi, cũng không dám tiếp tục bàn nửa câu không tốt. Không chỉ thế, cùng ngày, một lệnh ủy nhiệm đã dùng cách thức 800 giảm khẩn cấp đưa đi nhãn môn. Lúc Khương Hàm Nguyên từ Tây Quan chạy về nhạn môn, Khương Tổ vọng cố giữ hơi cuối, đang chờ cô về. Ông nằm trên chiếc giường giản đơn trong đại trướng, hai mắt khép hờ như đã thiếp đi. Đương khi Khương Hàm Nguyên từ bên ngoài xông vào, thấy ông mở mắt nhìn mình. Nếu không phải sắc mặt ông quá tái nhợt, Khương Hàm Nguyên cảm thấy ông chỉ là cực kỳ mệt mỏi, tinh lực có chút không ổn thôi. Cùng con gái bốn mắt nhìn nhau, trên mặt ông hiện tia cười, thấp giọng nói: "Hủy hủy, đã chờ được con về." Khương Hàm Nguyên nhào quỳ đến trước giường, bắt lấy phụ thân tay. Trong chướng mọi người vốn đứng cả đấy đã lặng lẽ bước ra ngoài. Khương Tổ Vọng chăm chú nhìn con. Cha biết đã qua nhiều năm, nhưng con vẫn luôn trách cha, cha không có mặt mũi nào xin con thông cảm. Còn mẹ con nữa, e là nàng cũng sẽ không tha thứ, không muốn gặp lại mặt cha. Cha nhất định phải chờ được con về, là hy vọng con có thể nhận lời ta, ngày sau chôn cha ở chỗ gần nàng một chút, thế thì cha có thể xa xa theo nàng. Nhớ hôm nào nàng quạnh quẽ, muốn nói chuyện với cha, cũng có thể thuận tiện hơn. Khương Hàm Nguyên không tìm được nữa, nước mắt rơi lã chã siết chặt tay cha lắc đầu thật mạnh cha sẽ ổn mà ngài phải sống lâu trăm tuổi khương tổ vọng mỉm cười bên môi con bé ngốc sống lâu thế làm gì cha nhất định phải đi trước con rồi đã nhiều năm cha cũng rất mệt mỏi giờ rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi còn có cơ hội đi gặp mẹ con trái lại cha rất cao hứng tiếc nuối duy nhất của cha chính là không thể tận mắt thấy được thắng lợi trận này ông thờ dốc một lát nhưng mà, cha không lo lắng. Ở đây đã có con, có 30 vạn chiến sĩ hán gia, trên triều đình, còn có nhiếp chính vương thủ vững. Phụ thân hẳn đã quá mệt mỏi, nói xong, chậm rãi nhắm mắt, hơi thở dốc cũng chậm rãi lắng xuống. Khương Hàm Nguyên vẫn luôn nắm chặt tay cha không muốn buông, ngay lúc cô cho rằng cha đã ngủ đi, chợt nghe ông thì thào. Hủy hủy, cậu trai trẻ ấy, tuy là người hoàng gia, song cực kỳ không tệ, cha rất thích nó, cha thấy nó đối với con cũng rất có lòng cha đi tìm mẹ con trước nói với nàng ấy thế này nàng cũng yên lòng đi trên mặt phụ thân thoảng mang theo một ý cười nhắm mắt mà đi nước mắt khương hàm nguyên im ắng tuôn rơi lặng lẽ ngồi quỳ chân cạnh giường đêm khuya phóng ngựa ra doanh lại đi đến thiết kiếm nhai cô cao cao đứng trên đỉnh núi gió thóc phần phật làm khô đi nước mắt trên mặt cho đến bình minh Nghe một tiếng động từ phía sau lưng truyền vào trong tai. Cô quay lại, nhìn thấy Dương Hổ hai tay giơ cao một quyển trục. Tướng quân, Triều đình gửi giấy ủy nhiệm đến, lệnh tướng quân tiếp nhận soái kỳ đại tướng quân, chỉ huy Bắc thượng. Khương Hàm Nguyên mở ra, dưới ánh dạng đông chưa rõ, ngay lập tức nhận ra bút tích trên chiếu thư. Là nét chữ cô vô cùng quen thuộc, cô từng nhất bút nhất hỏa, theo của chàng, nghiêm túc chép theo. Bị gió thổi một đêm, hốc mắt cuối cùng đã khô, bỗng lại nóng lên. Trước mắt cô, như dậy lên hình ảnh chàng đang ngồi ngay ngắn sau bàn, nâng bút tự tay soạn bức chiếu thư phong cô làm soái Tựa như cha từng nói, chàng là chiến hữu thân cận mà cô tin cậy nhất. Chàng vững trái đứng ở sau cô, để cô không còn nỗi lo phía sau. Việc cô chỉ cần làm, là quyết trí tiến lên, phá hủy quân địch. Khương Hàm Nguyên khép mắt, giấu hình ảnh người đàn ông này thật sâu, ép nước mắt vừa vọt lên trong mắt xuống, nén tất cả nỗi bi thương và hận thù tràn ngập xuống, từ tốn cuốn lại bức chiếu lệnh, nắm chắc trong tay, xoay người, xài bước xuống thiết kiếm nhai. Cả tòa đại doanh trắng xóa một mảng, tướng sĩ đều cùng chung mối thù, cầm giáo bày trận, chờ xuất phát. Khương hàm nguyên một thân chiến y, áo khoác tay mỏng, lông trắng như sao trời, xiết căng bên hông. Cô thúc ngựa, phi nhanh như gió, xuyên qua trước trận hàng vạn giáp sĩ, đột nhiên rút kiếm, đón gió, cao giọng quát. Nhận lệnh triều đình, ngay hôm nay bắc thượng. Lệnh cô phát ra, ngay lập tức được từng lớp từng lớp truyền xuống. Mặc cho phía trước binh tiên mã kiêu thế nào, ở bầu trời tử tắc nơi đây, thiên binh chiếu tuyết, vân hổ phong long, không chiến không thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 98. Đầu tháng 5, vì biến Tây Quan và cuộc chiến bảo vệ nhạn môn mà chiến sự phương Bắc tạm hoãn đã mở ra lần nữa. Khương Hàm Nguyên nhận lệnh, nhận lấy soái kỳ của cha. Cô không bôi nhỏ anh danh của Khương Tổ Vọng, qua điều chỉnh ngắn ngủi, chiến sự liên tiếp thúc đẩy. Cô dùng một trận tiếp một trận thắng lợi, vừa đi vừa về báo lại lòng tin của người kia ngồi xa xa nơi triều đình đối với mình. Mùng 10 tháng 5, đại quân đoạt lại đại quận, ngày 19, lần nữa không chế được vùng đất hàng sóc, khôi phục cục diện cánh trái trước biến Tây Quan. Cuối tháng, thuận lợi hành quân đến Quảng Ninh, cùng lão tướng quân Triệu Phác gặp mặt. Đến tuần đầu tháng 6, một bức chiến báo mới nhất từ Khương Hà Nguyên lại được đưa đến trên tay Thúc Thận Huy. Ấy là một buổi hoàng hôn yên tĩnh, y đang ngồi trong thư phòng chiêu cách đường Vương Phủ. Nơi đây chính là lần vào đêm hồi mới cưới, y từng đưa cô tới. Nhớ đến nguyên nhân là vì y tránh đi xấu hổ chung giường của hai người, chỉ là nổi hứng nhất thời, nào ngờ, lại như gặp được tri âm, trò chuyện vui vẻ, cả đêm dài trôi qua không biết thời gian như thế, sẽ không còn. Thúc thận Huy đứng trước sư đồ và bước ra bàn lớn từng cùng cô chung sửa. Trong tấu chương mới nhất của cô, thông báo tiến triển mới nhất bên mình. Quân cánh phải trải qua một trận huyết chiến, cũng đã đến phía đông sông Lộ, từ đó chỉ cách quận Yến chừng mấy trăm dặm. Chu Khánh dẫn binh cùng liên quân tám bộ tạm thời chú đóng, chờ chiến lệnh ban xuống, qua sông Hội Sư, cùng đánh trận đánh cuối cùng. Cuối cùng gần nửa năm, rốt cuộc trận đại chiến quyết định này cuối cùng cũng đi đến trận mấu chốt. Nếu đại ngụy đoạt được quận Yến, nghĩa là cách ngày công phá tân đô đại hưng của bác địch không xa. Mà trái lại, nếu đại ngụy không thể nhanh chóng thu được quận Yến, đánh một trận lớn, chưa kể gì khác, chỉ tính đến quân lương và cỏ khô mỗi ngày hao tốn cho đại quân và chiến mã cũng là một con số kinh người. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng cầm cự lẫn nhau là đòn chí mạng đối với đại ngụy, càng kéo dài chỉ sợ không cần đến đối phương đã tự không chống đỡ nổi. Hiển nhiên Sĩ thư cũng am hiểu đạo lý sâu bên trong. Cuộc chiến Tây Quan của gã sắp thành lại bại, hiện giờ thay đổi thái độ phản công trước đây, co cụm binh lực, hầu như dồn toàn bộ tinh nhuệ về đến một vùng quận Yến, lợi dụng địa thế và quan ải các phương phòng thủ chặt chẽ. Xem ra trong thời gian ngắn, gã không tính đánh một trận giã chiến chính diện với quân ngụy mà là muốn kéo dài làm sụp đổ ngụy quân. Trận chiến này quan hệ trọng đại, Khương Hàm Nguyên tự nhiên cũng thận trọng muôn phần. Cô không có ý định lập tức hội sư trực tiếp tiến công quận Yến. Cô có suy nghĩ khác. Phía Bắc quận Yến là Nam đô đại hưng của Bắc địch, hai vùng tương thông, Nam đô cung cấp cho quận Yến một lượng vật tư và hậu viện cuồn cuộn không dứt, do đó sĩ thư mới có sức đánh cuộc chiến tiêu hao với cô. Trên tuyến đường Nam Bắc này, có mấy tòa thành trì, giữa núi non trùng điệp có một vùng được đặt tên là Loan Đảo, là một miệng eo cô muốn đánh hạ loan đảo, cắt đứt đường lui của quận Yến. Thúc thận huy đối chiếu xa bàn, càng xem càng xúc càng bành trướng. Đây thật là đối sách đỉnh nhất để phá vỡ chiến pháp của sĩ thư. Dĩ nhiên áp dụng không dễ, song so với cuộc chiến tiêu hao lâu dài gây bất lợi cho quân đại ngụy thì đây là cơ hội. Đổi lại là mình, e là cũng chưa hẳn nhanh chóng nắm bắt được điểm chính xác trong thế cục phức tạp rối loạn ấy, sáng tạo ra cơ hội khắc địch giành phần thắng nếu kế hoạch này của nàng ấy thành công, quận Yến sẽ biến thành đảo hoang, đến chừng đó, không phải là sĩ thư kéo dài thời gian làm nàng ấy sụp đổ, mà là đại quân của nàng sẽ vây chết quận Yến, bắt rùa trong hũ. Trên đời sao lại có một nữ tử như thế này, tập hợp anh dũng và trí tuệ vào một người. Nhớ tới tình cảnh cha vừa qua đời nàng ấy đã nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đè nén bi thương gánh vác tất thảy, một tình cảm mãnh liệt tuôn ra từ đáy lòng y nếu trời cao thật sự có thể nghe được ý nguyện con người, y sẽ một lòng nguyện rằng, hy vọng tương lai, thiếu niên mà nàng để ý có thể trùng phùng với nàng, bầu bạn nàng cả đời, từ đây không còn tiếc nuối. Y nấn ná lại hồi lâu, xem tới xem lui địa hình, đến khi trời tối mới sách đèn đi ra, về phồn chỉ viện. Gần đây tâm tình của Trương Bảo cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Từ sau khi Điện Hạ chém giết Cao Trúc, chẳng những triều đình trôi chảy, mà ngay cả ngoài cung, những phỉ báng bát nháo đối với Điện Hạ cũng từ từ vơi dần. Ngày mai còn có một chuyện quan trọng, cậu phải đưa Lý Tường Xuân cha cậu đến tiền đường dưỡng lão. Đây là Điện Hạ sắp xếp, để cha hắn sau này theo trang thái phi hưởng phúc an nhàn ở Giang Nam. Đây cũng là quãng đời mà thân phận như bọn hắn thiết tha mơ ước. Trường Bảo rất lấy làm vui cho cha, sáng mai phải xuất phát lên đường, đồ cũng đã gói ghém xong, tối nay cậu sẽ theo cha mình đi từ tạ. Trời tối, đợi nhiếp chính vương về phồn chỉ đường, cậu theo cha bước vào, cùng bái lạy. Trên mặt điện nở nụ cười, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới, tự tay đỡ cha cậu lên, bảo ông là người bên cạnh thánh võ hoàng đế và trang thái phi, địa vị vốn được tôn sùng, bên mình tới tận bây giờ, tuổi tác đã cao, bệnh ho xuyến luôn không tốt, thái y nói rằng khí hậu giang nam sẽ tốt hơn, bảo ông sau này yên tâm dưỡng lão. Sở dĩ Điện Hạ nói vậy là vì ban đầu cha như không muốn đi xong điện hà kiên trì ông ấy đành thuận theo theo trương bảo đây là vinh dự cực lớn quả nhiên cha không nói gì thêm chỉ kiên trì dập đầu xong với điện hà điện hà cũng tùy ông trương bảo ở một bên nhìn chờ cha xong lễ đứng dậy mới dìu đỡ người lên lúc này thấy điện hà quay sang mình dặn dò dọc đường phải chăm sóc người cho tốt không cần vội cứ từ từ mà đi trương bảo luôn miệng vâng dạ xong xuôi thấy ngài nhìn mình còn nói chờ đến bên ấy hẳn đã là tháng 7 tháng 8, đường lúc nóng bức, cậu không cần vội vã quay về, cứ ở lại cùng cha cậu hầu hạ thái phi, bên này ta không thiếu người. Trương Bảo nói, nô tỳ không sợ nóng, đến sẽ về ngay, tiếp tục hầu hạ điện hạ. Thái phi trước đây từng có lời khen cậu, bảo cậu nhanh nhẹn. Cậu cứ ở đó hầu bà là được. Điện hạ đã nói, Trương Bảo đành vâng lời. Điện hạ lại gọi vương nhân, dặn chọn một đội người tinh anh hộ tống đi Giang Nam. Không chỉ thế, cuối cùng khi cáo lui, nhiếp chính vương còn đích thân tiễn cha đi ra. Trường bảo vịn người đi một đoạn, quay lại, thấy nhiếp chính vương vẫn đứng ngoài cửa đình, đưa mắt nhìn cha rời đi. Cha, Điện hạ thật coi trọng người, bộ mặt này, e là còn chưa từng đối với các quan trong triều như thế. Nói xong, đã thấy Lý Tường Xuân ho khan không ngừng, còng người, rũ mi cục mắt, vẻ mặt u ám như ôm tâm sự nặng nề, bèn không dám mở miệng nữa, đưa người vào phòng hầu hạ đi ngủ xong cũng đi ngủ sớm để sớm mai đi đường hôm sau đám người vương nhân chọn lựa đã chờ sẵn hành lý không nhiều mang hết lên xe ngựa trương bảo theo lão thái giám ngồi lên xe ra khỏi trường an đi tới giang nam phu xe được trương bảo dặn dò sợ chồng trành đến lão thái giám nên không dám đi nhanh đánh xe ngựa không nhanh không chậm đi một ngày ghé vào dịch xá ven đường tối hôm đó trương bảo và lý tường xuân cùng ở một phòng Trương Bảo bưng nước đến, vị lão thái giám ngồi xuống, vén tay áo định hầu ông rửa chân, chợt nghe ông thấp giọng nói: Sáng mai con không cần cùng ta. Trương Bảo khẽ giật mình, ngẩng lên thấy ông không còn dáng vẻ ốm yếu ngày thường, nhìn mình chầm chầm với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ở chỗ ta có một món đồ muốn gửi tới Vương phi, con cầm lấy, dẫn theo hộ vệ sáng mai lặng lẽ lên đường. Trương Bảo càng mù mờ. Cha muốn con chuyển thứ gì thế? lão thái giám từng chữ từng chữ nói. Là thứ mà so với mạng của con, ta, tất cả cộng lại còn quan trọng hơn. Ông ngừng đoạn. Vương Phi hiện giờ hẳn đang đánh trận, còn trực tiếp đi tỉnh Châu tìm thích sứ Trần Hành, giao cho ông ấy, để ông ấy chuyển cho Vương Phi. Trương Bảo bình tĩnh nhìn ông một lát, chợt nhớ những chuyện xảy ra trước đây, phát run. Dù cậu còn không biết đến cùng là chuyện gì, nhưng tất nhiên có quan hệ đến điện hạ. Cậu lập tức quỳ xuống, dập đầu. Con nhớ rồi, nhất định sẽ chuyển vật đến. chương 99 Khương Hàm Nguyên không biết sao mình lại muốn gửi cho Thúc Thận Huy tin chiến báo ấy. Vốn cũng chẳng quan trọng, thần ở bên ngoài, quân mệnh cũng có thể không nhận, huống chi là việc khác. Chuyện duy nhất cô nhất định phải làm là sau mỗi trận chiến, kịp thời báo chiến quả về triều đình, ngoài ra tất thảy mọi chuyện, cô không cần báo cáo bất kỳ kẻ nào. Nhưng cô vẫn báo cho chàng, mục đích không phải là trương cầu ý kiến hay là cần chàng khẳng định. Cô biết phương hướng đối sách này không vấn đề. Cô chỉ muốn nói suy nghĩ của mình cho chàng, là cảm xúc muốn chia sẻ ý nghĩ với nhau, nhắc nhở cô vào lúc đêm khuya không ngủ được, đứng dậy đốt đèn, ngồi trong đại trướng, viết chiến báo liên quan đến suy tư của mình trước trận chiến. Cô cảm thấy, khi chàng nhận được, hẳn sẽ mừng rỡ. Bởi nội dung liên can trong thư không nên công khai, tất nhiên cũng không phải công văn đi đường thông thường, mà là qua con đường đưa tin mà trần hành xây dựng sau khi khai chiến ngang qua tịnh châu tốc độ không thua gì công văn khẩn cấp dù toàn bộ trong thư đều là nội dung liên quan đến chiến sự không nửa câu riêng tư chẳng khác gì chiến báo nhưng nó thực sự là thư riêng cô viết cho y sau khi gửi đi khương hàm nguyên tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến như thường lệ tầm hơn nửa tháng sau cô nhận được hồi âm điều làm cô bất ngờ là thư hồi âm đi theo đường gửi của triều đình cùng với thư hồi âm còn có lệnh khen thưởng từ triều đình. Đại quân xuất phát lúc này đã trú đóng ở một vùng đất hoang ở biên cảnh U Yến. Trước đây cô từng âm thầm phái người đi loan đạo điều tra, thăm dò tình trạng canh phòng để xác định cụ thể bước kế hoạch tiếp theo. Ngày đó cô cũng vừa nhận được hồi báo, đang mở hội nghị việc quân cùng bọn lão tướng quân triệu Pháp. Theo điều tra, người đóng giữ loan đạo chính là chú của sĩ thư, bác địch tả Sương Vương Mục Đáp. Người này chẳng những xào trá đa đoan, còn là chủ mưu biến Tây Quan lần trước, đứng đầu trong các phái thế lực của binh mã bộ tộc, có sức ảnh hưởng cực lớn. Trước đây sĩ thư sở dĩ có thể tọa nguyện đăng cơ là nhờ hiệu quả quan trọng của tả xương vương. Hiển nhiên, sĩ thư cũng nhìn thấy điểm quan trọng trong chiến sự loan đảo, mới bài binh vậy. Tả xương vương đích thân canh giữ, là bất lợi cực lớn. Cường công cho tới giờ là hạ sách không thể lựa chọn đầu tiên. Trong cuộc hội nghị việc quân, trung tướng mỗi người phát biểu ý kiến riêng mình, tuy không ai sợ đánh, nhưng trong tích tắc cũng chưa có phương án ổn thỏa. Bầu không khí đang có phần giảm xuống, thì có người đưa tin từ triều đình đến, đọc lệnh khen thưởng do hoàng đế đích thân ban xuống trước chúng. Báo cáo chiến sự, công chư tướng và các dũng sĩ tác chiến khác không chút bỏ sót. Trong đám người đến từ Thanh Mộc Doanh, Dương Hổ được phong tứ phẩm minh uy tướng quân, Trương Tuấn phong lục phẩm chiêu võ giao ý. Thiếu đế còn ban thưởng riêng cho Khương Hàm Nguyên một số vàng lụa số lượng không nhỏ cô bèn hạ lệnh toàn quân cử hành võ đấu, người thắng sau cùng sẽ được chia. Hôm nay chấm dứt tiền chiến, hai bên rằng co, từng ngày trong quân đều là huấn luyện chuẩn bị cho trận chiến, không khỏi buồn tẻ. Tập võ là huấn luyện, còn được tặng thưởng, người người đều hưng phấn. Binh sĩ nghe nói phần thưởng còn là khen thưởng đương kim hoàng đế ban cho tướng quân. Cô không giữ lại một xu, dùng cách đấy chuyển sang tướng sĩ, càng chân thành ủng hộ cô trên dưới trong doanh không khí đầy náo nhiệt hương hàm nguyên tránh đám đông cố ý ra ngoài doanh đến một chỗ yên lăng rồi mới lấy bức thư hồi âm của thúc thận huy xem qua không thể không thừa nhận sau khi xem hết lòng cô tràn ngập mất mát thoảng như đang mơ hồ mong đợi gì bỗng rơi vào khoảng không hồi âm của y rất đơn giản đã biết tất thảy theo tâm ý của nàng mà làm chỉ le que mấy chữ không đầu không đuôi không một chữ dư thừa ngữ điệu giống như văn kiện thượng cấp đáp trả lại công văn vậy. Chàng thế nào rồi? Khương Hàm Nguyên nắm hồi âm của y trong tay, một mình đứng trên đất hoang, có phần sợ. Thật ra từ đầu năm sau khi vương nhân gửi thanh đao định hôn cho cô, cô đã cảm giác dường như y đã thay đổi. Cảnh hai người tách ra vào năm ngoái, cho đến giờ vẫn mồn một trước mắt. Cảm xúc muốn nói lại đừng lưu luyến không giờ kia, có lẽ cũng là nguyên nhân làm cô trong phút xúc động đuổi theo nói câu cuối cùng với y. Sau đó, cô không thể nói ra được đến cùng y đã thay đổi chỗ nào. Nhưng cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Khi cô nhờ vương nhân gửi giúp cô một phong thư, báo với y rằng cô đã nhận được bảo đao, sẽ y lời mà đảm bảo, để y yên tâm. Y chắc chắn đã nhận được thư, song không hề trả lời. Gần nửa năm sau đó, tiền tuyến thường nhận được công văn triều đình, song y từ đầu đến giờ vẫn không hề viết cho cô dù chỉ là một bức tin riêng. Mãi đến khi cha qua đời, cô mới nhận được một bức thư phúng viếng mà y gửi tới. Dẫu trong thư y an ủi cô, bảo cô bất đau buồn, song cũng như bức hồi âm này, thư phúng viếng y viết, từng câu chữ cô đọc được là quan tâm và an ủi của một nhiếp chính vương đến thuộc hạ. Cô không hề cảm giác được chút tình cảm nào từ chính y. Lúc cậu qua đời, chàng còn lo cô quá bi thương, quay đầu đuổi theo cô đến Vân Lạc, bầu bạn giúp cô vượt qua những ngày ấy, khiến giờ đây mỗi lúc nhớ tới còn cảm thấy rất ấm áp tự đáy lòng sao giờ đến khi cha đi chàng lại bình thản đến bậc này bất kể thế nào ít nhất bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng đến cùng chàng là thế nào đã xảy ra chuyện gì vì sao lạnh nhạt với cô như vậy cô ngẩn ra đứng đó trong lòng khổ sở khó hiểu trong phút chốc đến bước chân sau lưng cũng chẳng nghe thấy mãi đến khi trương tuấn ngừng sau lưng gọi một tiếng mới giật mình cô gấp gáp giấu bức thư trong tay thu lại tâm sự trương tuấn bẩm Tướng quân, bọn thủ hạ vừa đưa tin, nước tấn muốn phục quốc. Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình. Trương Tuấn giải thích, đây là tin tức thám báo lẻn vào quận Yến trước đó truyền về. Nghe nói, một nhóm cựu thần cố tấn trước đây tìm đến Bắc Địch Nương Tựa, gần đây rốt cuộc đã tìm được tiểu hoàng tử Hoàng Phủ Dung đào vong nhiều năm, đã đón y về quận Yến. Hoàng Phủ Dung chẳng những nhận được sĩ thư đãi ngộ, sĩ thư còn hứa hẹn, chừng chiến sự kết thúc, đánh bại quân ngụy xong, sẽ trả lại đất u yến vốn thuộc về nước tấn lập lại tấn quốc tương ứng thế hệ dân chúng sinh sống nơi đây cũng khôi phục lại thân phận xưa kia thành người nước tấn bây giờ khắp u châu đều lan truyền rằng ngài ấy chính là vô sinh vị cao tăng trẻ tuổi ở trong chùa già lam lạc dương xưa kia vô sinh từng khai đàn giảng kinh ở lạc dương lưỡi sán hoa sen dân chúng như si như say được họ quỳ bái chuyện đã được lưu truyền rộng rãi trong dân gian sau này ngài rời chùa Già Lam đi phương Tây cầu Pháp, giờ đã quay về, được cựu thần tìm được. Hoàng đế bác địch sĩ thư hết sức kính trọng ngài, cũng tình nguyện tiện đái con dân cố tấn quốc, nên đã ra quyết định. Hoàng Phủ Dung cũng thương hại con dân xưa kia, quyết định hoàn tục, cũng hiệu triệu dân Trung U Châu chống quân ngụy mai sau phục quốc. Tin đồn xôn xao, hầu như mọi người U Châu đều biết. Ban đầu vừa nghe nước tấn phục quốc, cô chỉ bất ngờ, giờ nghe đến cái tên vô sinh từ trong miệng Trương Tuấn, cô lại chấn động vô cùng. Vô sinh đã bị thúc thần huy bí mật cầm tù trước đây, hiện giờ, đến cả cô còn không biết người đã ở đâu, sao tự dưng lại nhảy ra ở quận Yến, còn muốn hoàn tục phục quốc. Khương Hàm Nguyên từ khiếp sợ ban đầu lấy lại tinh thần. Chuyện này, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cho dù người ở quận Yến thật sự là vô sinh, vậy thì có thể là hắn đã bị ép buộc cô không tin vô sinh sẽ tự làm ra chuyện này điểm này cô tuyệt đối không nghi ngờ một khả năng khác vô sinh vẫn còn nằm trong tay thúc thận huy tiểu hoàng từ nước tấn ở quận yến quận gì đó là kẻ giả mạo đất yến đã bị lọt vào tay quân ngụy chỉ còn u châu lúc này xí thư muốn nâng đỡ chính quyền cũ của u châu mục đích rõ ràng là vì phối hợp sách lược cố thủ của gã kéo dài dìm chết đại quân của cô việc này liên lụy vô sinh cô không thể mặc kệ ngồi nhìn khương hà nguyên vội chạy về đại trướng viết phong thư hỏi thăm tung tích của vô sinh sai người bằng tốc độ nhanh nhất gửi đi cho nhiếp chính vương sau khi nghe tin tinh thần cô có phần không tập trung một mình trầm ngâm trong đại trướng Xí thư từng lẻn vào trường an trước đây bỗng cho cô manh mối chiến sự đang ngưng trệ trong thoáng chốc không có kế sách phá địch thỏa đáng giờ lại xảy ra chuyện này quận yến cách đây không xa ngại gì không đích thân dò xét một phen. Ngoài chuyện vô sinh, xông vào hang hổ rồi, nói không chừng còn có thu hoạch khác. chương 100, quận Yến có tên cổ là kế, ngược dòng chiến quốc xưa, từng là đô thành nước Yến. Mấy thập niên trước, đại tấn đế khiếp sợ binh ngụy áp bức, cân nhắc nếu mai này không địch lại sẽ chạy trốn đến nơi này, dựa vào bác địch tiếp tục đối kháng nước ngụy. Dù kế hoạch tan vỡ, sau này chưa đợi tới nước phong, Vùng đất rộng lớn Yên U đã phải cắt nhường đi xong xây dựng vùng Bắc Đô vẫn còn đó, chẳng những tường thành gia cố, còn có cây cỏ đại hương, trong thành có bóng dáng hoàng cung lạc dương, cung điện mới xây sửa. Cung thất xưa kia đã trở thành phủ Nam Vương, không chỉ thế, mấy năm gần đây, vì kế hoạch Bắc Địch dùng đây làm căn cứ xuôi Nam của đại quân trong tương lai, nên đã quản chặt nhân khẩu phòng rời đi, chính sách đối xử dân bản xứ cũng từ từ hòa hoãn để giảm bớt đối kháng nhất là sau khi xí thư lên làm Nam Vương, những năm ấy đã dùng phương pháp. Người tấn trị dân, cực kỳ thuận tay, hiệu quả cũng rõ ràng. Cho tới hiện giờ, ở đường lớn ngõ nhỏ trong thành, chợ phiên phồn hoa, cư dân nhiều đến 450 vạn. Nếu không phải gần đây bầu không khí trở nên khẩn trương, trên đường đầy binh lính người địch mặc quân phục cầm binh khí trong tay tuần tra khắp nơi, xem ra cũng chẳng khác thành chỉ đại ngụy phía nam là bao. Hôm ấy, ở một đầu đường náo nhiệt trong thành, người vây kín, một người kể chuyện cầm thẻ trúc trong tay giọng như thiên lôi đang kể chuyện. Tới gần, khi âm thanh dần lọt vào tai, ra là đang kể về nữ soái trường ninh của nước ngụy đại danh đỉnh, đỉnh đỉnh đang dẫn binh mã sắp đánh tới. Chỉ nghe y kể. À ta người cao tám thước, cặp mày dựng đứng, miệng to như hố máu, bộ răng nanh trắng phao. Người nói đi vì sao à có thể hung ác đến vậy? Là do sói cái hóa thân, mỗi đêm trăng, à nuốt trường trẻ nhỏ, miệng đẫm máu mới đè được sói khí xuống. Không chỉ thế, binh sĩ dưới tay ả à như sói như hổ, đại quân đi đến đâu, trắng trợn cướp giết tất, máu chảy thành sông, nơi nào đi qua, không có một ngọn cỏ. Đàn ông cắt đầu, con nít moi tim ăn, đàn bà kéo đi sung làm quân kỹ, chậm chân chạy trốn, không kẻ nào may mắn thoát khỏi. Ngã kể chuyện nghe răng trợn mắt, ra vẻ dữ tợn, nhiều phụ nữ và kẻ yếu gan bên cạnh nghe được đều xôn xao lộ vẻ hoàng sợ gã kể chuyện lại bè ngoặt. Nhưng mà, cũng không cần sợ. Chúng ta đều là người nước tấn, trời cao có mắt, bác hoàng đã giúp chúng ta tìm được tiểu hoàng tử năm xưa. Ngày ấy là thần Phật chuyển thế, vốn thuộc về thiên mệnh. Chỉ cần lần này chúng ta đồng tâm hợp lực, có tiền ra tiền, có sức ra sức, đuổi con sói cái đi, sau này chúng ta lại có thể trở lại thành người tấn, cuộc sống tốt lành ở trong tầm tay. Ngã kể văng cả nước bọt, trong đám có người xì sầm với bên cạnh sao trước đây thân thích của ta ở Quảng Ninh Châu Yến gửi thư đến, nói không giống tên này. Rằng hôm quân ngụy vào thành, chẳng những không đụng đến cây kim sợi chỉ, mà nữ tướng quân còn miễn xá giúp người của tả quang vương chuyển lương thảo. Người bà con của ta ở trong thành, thấy nữ tướng quân cưỡi ngựa qua trước mặt, căn bản không có vẻ gì là la sát, một thân khôi giáp, so với đàn ông còn có khí khái hào hùng hơn mấy phần. Người bên cạnh không rên tím nào, không dám nói tiếp người này cũng chỉ có cảm xúc thì bộc phát thôi, thuận miệng nói xong, lắc đầu thở dài, cất bước định rời đi thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng quát. Bắt lấy gian tế. Người này không hề hay biết, tưởng gian tế là người khác, quay đầu thoáng nhìn, phát hiện ở bên cạnh mấy người ăn mặc như hào nô hung hăng vọt tới mình, đánh đá loạn xả khóa chặt, mới kịp phản ứng, dãy rùa kêu oan. Trong đám người một thanh niên dáng vẻ sĩ quan người địch đi tới, chỉ vào hắn quát. Vừa rồi ngươi nói gì thế? còn muốn chống chế, bổn tướng nghe rõ ràng ràng, ngươi không phải gian tế thì còn ai là gian tế. Nói xong, mặc kệ người kia ra sức kêu oan thế nào, lệnh tôi tớ sách người lôi đi. Người chung quanh đều nhận ra, đó là con trai tân tể lý nhân ngọc gần đây cực kỳ nổi danh. Hắn đích thân ra phố bắt người, ai dám lên tiếng, dối rít tránh đi. Thanh niên lộ vẻ tự mãn, nhìn đám người một vòng, cao giọng. Được bắc hoàng coi trọng, cha ta đã đảm nhiệm trước hữu tể đại tấn. Gần đây thế đạo không yên, cần nghiêm phòng gian tế nước ngụy, nếu ai phát hiện kẻ khả nghi dám can đảm không báo, chịu tội đồng lõa. Lại chỉ vào kẻ kể chuyện mặt đầy nịnh nọt kia nói. Hắn vừa nói rất đúng, nếu chúng ta đến chỗ này cũng thủ không được, để con đàn bà nước ngụy kia mang binh đánh tới, các ngươi đều là người đã dập đầu với bác Hoàng, từng cống lương, à sẽ tha cho các ngươi ư. Đến trường đó chết như thế nào cũng không biết, cũng may Bắc Hoàng Bệ Hạ có binh mã lớn mạnh, dưới chướng tài ba vô số, chỉ cần người ngụy dám đến, sẽ khiến chúng có đi không về. Không chỉ thế, Đại Tấn ta cũng sắp được lập lại, đây là cơ hội tốt cho các người thăng quan phát tài. Cửa Nam Trương Binh, giờ qua đó, từng người lập tức được phát tiền. Chờ đánh bại người ngụy, Bệ Hạ luận công ban thưởng, muốn gì được đó, còn không nhanh đi. Hắn vừa đe dọa vừa dụ lợi, có kẻ bị thuyết phục, dối rít quay đầu chạy đến cửa Nam. Khương Hàm Nguyên dẫn theo Dương Hồ Trương Tuấn thôi lâu, bốn người giả làm người địch bình thường, ba ngày trước lẻn vào nơi đây. Vì có người có thể nói tiếng địch lưu loát, đi đường không trở ngại, giờ thấy mấy người dã ra đi hết, bèn nấp vào gần đó. Khương Hàm Nguyên nhìn chằm chằm con trai Lý Nhân Ngọc trước mặt, theo đuôi. Sắc trời sắp tối, Lý Nhân Ngọc từ phủ Nam Vương ra, quay về phủ đệ, một mình bồi hồi dạo bước trong thư phòng. Năm ngoái xí thư triệu kiến ông ta và Lục Khang, hỏi chuyện tiểu hoàng từ hoàng phủ dung bảo nếu tìm lại người chắc chắn sẽ đối đãi như khách quý ban đầu ông ta không thể tin nhưng nhanh chóng đoán được ý đồ của sĩ thư đại chiến sắp đến vùng đất yên u nhiều người tấn cũng chỉ là lợi dụng cảm giác thuộc về cố quốc của bọn họ để thu nạp lòng người để thu hoạch được trợ lực và hòa hoãn vì cuộc chiến mà thôi nhưng mà lúc ấy ông ta nghĩ cho dù là bị lợi dụng nếu huyết mạch tấn thất có thể thật sự phong vương lần nữa thì mai này, hành sự tùy hoàn cảnh, dù sao cũng còn tốt hơn là không nhìn thấy hy vọng. Đây là chuyện cực kỳ tốt, bao năm qua tới giờ họ vẫn không từ bỏ tìm người, vì sao chứ, không phải là vì mục đích này sao? Sau nhiều năm điều tra nghe ngóng, bọn họ đã xác định, vị tăng nhân trẻ tên gọi vô sinh ở chùa già Lam Lạc Đương từng có thanh danh vang dội xưa kia hẳn chính là tiểu vương tử. Nhưng đợi đến chừng họ tra ra được, đã chậm một bước, người đã rời đi, Nghe nói đi phương Tây cầu pháp. Cứ thế, cuộc tìm kiếm bị ép dừng lại. Sau đó đầu năm đó, nghe ý đồ của Sĩ thư, bọn họ lại vận dụng tất thảy quan hệ xưa cũ, cuối cùng từ phía chùa Già Lam nhận được một tin, vô sinh vào mấy năm trước đã trở về, đáng lý ra ngài sẽ quay về chùa Già Lam xong chẳng biết vì sao, mãi không thấy về. Con đường về từ phía Tây nguy hiểm trùng trùng, người đi mà chưa về, mất tích nhiều năm không chút tin tức, vô cùng có khả năng là ngài đã chết ở bên ngoài. Tháng trước, ông ta cùng Lục Khang báo kết quả cho sĩ thư. Nghĩ đến tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng công giã chàng cầm giỏ chúc mà múc nước, không khỏi bi thương. Không ngờ hôm sau, sĩ thư lại bảo rằng ngài đã tìm được người về giúp họ. Ông ta và Lục Khang có thể lăn lộn đến hôm nay, dĩ nhiên đều là người thông minh, nào dám hỏi thêm nửa câu, tất thảy đều theo lệnh sĩ thư mà làm. Cứ thế, bác Hoàng sĩ thư dùng minh phụng, cố tấn hoàng tử, quay về, đích thân đến quận Yến, Nam Vương phủ biến thành tấn cung. Lục Khang làm tà tề, Lý Nhân Ngọc cũng thăng quan, từ một đại phu rảnh rỗi trở thành tà tề tấn cung. Người xưa chạy trốn đi phương Bắc lúc vong quốc xôn sao ngoi lên tìm về đây nương tựa, từng kẻ phong quan. Khắp nơi trong thành gián thiếp bố cáo phục quốc và trương binh. Tất thảy đều nhìn ra dáng, trước mặt người khác ông ta cũng rực rỡ vô cùng. Nhưng giờ phút này, sau lưng người, ông lại nhíu mày nhăn chán, thở dài thở ngắn, lòng ông vẫn luôn mơ hồ thấy bất an, đứng ngồi không yên. Ban đầu ông nghĩ đại ngụy và bắc địch hai cường địch tranh chấp, sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương. Nào ngờ biến Tây Quan qua đi, mặc dù quân ngụy mất đi chủ soái nhưng sĩ khí chẳng những không suy sụp mà dưới sự thống lĩnh của nữ soái mới, trái lại còn sắc bén không thể đỡ hơn trước. Cục diện đã không ngừng đào ngược, quân đội đại ngụy đã ép thẳng đến quận Yến. Cục diện hiện giờ, yên tĩnh là thường giống như trước cơn bão tố đột kích, làm ông liên tưởng đến lúc nước tấn nhiều năm trước bị phá, cảm giác sắp gặp chết trong ép tới. Lúc quý tộc Bắc Địch đi săn mãnh thú, thường thường sẽ thả ưng khiển trước, công kích mãnh thú, chờ ưng khiển tử thương hầu như không còn, mãnh thú thường thường cũng tiêu hao thể lực, lúc ấy tự mình ra tay, giật lấy cơ hội thành công, thành quả thu được thật lớn. Trong lòng ông rất rõ, dưới cục diện này, mình và đám người bị phục quốc, khuấy động đến cuồng nhiệt vô cùng này cũng chẳng qua chỉ là ưng khuyển dưới tay xí thư điều khiển thôi. Nếu lúc này, bác hoàng xí thư có thể đánh bại quân ngụy đã chạy đến biên cảnh u yến, tất nhiên tất thầy dễ nói. Xong nếu không cách nào ngăn cản, chờ đợi kết quả của mình. Ông nhớ đến hoàng Tu đóng quân ở An Long Tắc, đó là một người bạn cũ, năm đó cùng nhau đào vong tới đây. Hoàng Tu chính là người đã chết dưới tay vị nữ tướng Đại Ngụy trong cuộc chiến tám bộ năm ngoái. Nghe nói, người bị một cây trường mâu cắm lên cửa, tươi sống đóng đinh tại đó. Ông khác với Lục Khang vốn hạ quyết tâm cùng lắm thì đền nợ nước, dù vô vọng phục quốc thì ông cũng không muốn chết. Ông không tìm được dùng mình, bỗng nhớ tới con mình. Ông chỉ có mỗi một mụn con trai, vì thực sự không nắm chắc trong lòng nên gần đây không muốn dính dáng vào chuyện gì. Nhưng thằng con lại không biết chết sống, kiếm lấy một chiếc võ, cả ngày nằm mơ cũng nghĩ đến sau khi phục quốc làm sao kiến công lập nghiệp ông không dám hạn chế hành động ở bên ngoài chỉ đành âm thầm căn dặn nó ít gây chuyện hôm nay trời sắp tối mà còn chưa thấy nó về lý nhân ngọc không yên lòng đang định phái người đi tìm thì nghe người chạy tới thông báo bảo công tử ở một quán từ lâu trong thành xung đột với mấy người địch đang uống rượu bị bắt lại không thả đối phương lên tiếng đòi chính ông qua phân xử lý nhân ngọc phát kinh hãi trong lòng lập tức kêu khổ tuy giờ đây ông được phong làm hữu tể song chẳng qua chỉ là chức quan trong cung tấn, dùng để hù dọa dân chúng ở đó còn được, gặp người địch, chớ nói là quý tộc, chỉ cần là sĩ quan hơi có chút địa vị trong quân e cũng nể mặt ông ta. Hỏi mấy câu, biết đối phương trông có vẻ như là sĩ quan cấp thấp trong binh, bèn nắm chắc. Trên dưới người địch đều tham tài, thích nhất là vàng bạc. Hẳn đã nhận ra con mình nên mượn cơ hội đòi tiền. Cục diện bây giờ, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện ông vội cầm theo ít vàng, kêu thêm mấy hộ vệ, chạy thẳng đến quán rượu, lên căn phòng đã đặt, một binh sĩ người địch gầy gò như khi đối diện đi tới mắng chửi bằng tiếng địch, hung thần áp sát, lệnh cho tất cả người ông mang theo ra ngoài. Lý Nhân Ngọc làm quan ở địch đình nhiều năm tự nhiên có thể nghe hiểu. Biết đây là đối phương muốn tiện tay bắt chẹt, bất đắc dĩ đành lệnh thù hạ nghe theo, một mình mình đi vào. Ông quan tâm thằng con xong nhìn quanh chẳng thấy người, chỉ thấy một người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong tay bưng chén rượu đang châm uống một mình trên đầu đội mũ quan mà quân địch thường mang nhưng mặt như đang nhìn ra cảnh đường phố xa xa vẻ nhàn nhã suy đoán là đầu lĩnh liền hỏi con ta đâu chỉ cần nó không sao tất cả đều dễ nói vừa dứt lời thấy người kia buông chén rượu trong tay xoay mặt về phía ông rồi nhấc tay tháo mũ trên đầu tiện tay đặt trên bàn lúc này lý nhân ngọc mới thấy rõ hắn mặt rất trẻ anh mi tú mục, ánh mắt sáng ngời. Ông ngây ra. Lý tể, chúc mừng thăng quan. Đối phương cười với hắn, chào hỏi một tiếng. Lý nhân ngọc không còn nghi ngờ, đối phương là nữ tử. Ban đầu ông vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao lại có một nữ quân ở đây, chố mắt chốc lát, đột nhiên, ông trợn mắt, đăm đăm nhìn đối phương, trong mắt lộ tia không thể tin được, giơ tay chỉ thẳng nói. Nữ soái nước ngụy, tướng quân trường ninh. Khương Hà Nguyên lại cười cười, chỉ vào vị trí đối diện đối diện mình ra hiệu ông ngồi xuống phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn